Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà cô Minh Phụng và mình là Ngọc Đen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chi tiết cái đàn piano điện giá rẻ đang hot nhất thị trường hiện nay, đó là piano điện Ateja Performer. Ok, để sử dụng cái đàn piano điện Ateja Performer này thì mình xin chia ra làm hai phần ha. Phần thứ nhất là phần chức năng cơ bản. Thì chức năng cơ bản là những cái chức năng mà các bạn có thể thao tác dễ dàng ở trên cái màn hình cái đàn này. Nó đùa chứ không có màn hình. Trên mặt của cái đàn nó có những nút gì thì mình thao tác trên đó. Còn thứ hai là những chức năng nâng cao. Những chức năng nâng cao, nó nâng cao thôi, nhưng mà nó có một số cái chức năng gọi là cần thiết cho cơ bản. Nhưng mà tại sao mình nói nâng cao? Mình nói nâng cao là do nó ẩn ở dưới phím, bàn phím này này. Có nhiều người không biết làm sao để sử dụng các chức năng ẩn dưới bàn phím. Cái đàn này nó hay cái là nó có thể điều chỉnh được rất là nhiều cái chức năng ở dưới bàn phím cho các bạn. Vậy thì mình sẽ chia cái tập này ra làm hai phần ha, là series cơ bản và series nâng cao. Và trong phần series nâng cao thì mình sẽ làm chi tiết nhiều cái chức năng khác nhau phù hợp với các bạn, để cho các bạn có thể tự do chọn những cái phần mà các bạn cần điều chỉnh. Ok, let's go thôi. Giờ đầu tiên là các bạn có thể thấy đây là nút power, nút tắt bật nguồn ha. Rồi tiếp theo kế đó là nút volume, điều chỉnh âm lượng. Đó, min max đó, các bạn có thể điều chỉnh âm lượng ở đây. Qua sang bên này thì các bạn có thể thấy là chức năng reverb cho rust, hai cái này đó là hai hiệu ứng để chỉnh âm thanh để cho nó hay hơn, nó sống động hơn. Vậy reverb với lại cho rust là gì thì mình sẽ cho các bạn nghe thử ha. Khi mà đèn chưa sáng á thì là mình chưa bật chức năng lên. Vậy để mình đánh một đoạn mà chưa có reverb và chưa có cho rust sẽ như thế nào. Ok, khi mà chưa có reverb thì âm thanh nó sẽ như thế này. Thành như này ha. Khi bật reverb lên này. Đó, các bạn có thể thấy cái độ vang của nó. Reverb là độ vang ha. Khi mình tắt đi thì âm thanh nó sẽ như này. Còn khi bật reverb lên này, âm thanh sẽ như thế này. Đó, các bạn có thể nghe được sự khác biệt không ạ? Rồi, đó là reverb ha. Còn chorus là hiệu ứng để làm cho méo mó âm thanh đi. Nó phù hợp với một số bài nhạc rất là hay ha. Ví dụ như này là đánh bình thường. Rồi, bật chorus lên sẽ như thế này. Âm thanh sẽ bị méo mó đi một xíu, nghe rất là hay ha. Đó là hai cái chức năng, mình có thể kết hợp cả hai cái này cùng một lúc để chơi ra một bản nhạc. Đó là kết hợp cả hai cái lại ha. Ok, tiếp theo là phần voice. Voice thì cái đàn này nó có 12 tiếng khác nhau ha. Thứ nhất là grand piano đó. Để và cái thứ hai là upright piano. Upright piano thì để chọn được cái upright piano này, các bạn có thể ấm nút upper lower này nè. Khi mà cái nút upper lower này nó không có sáng á thì nó là dùng những cái chức năng, những cái tiếng ở trên phía trên. Và khi mình để chọn những cái tiếng phía dưới thì mình bấm vô nút lower này thì nó sẽ là tiếng upright piano. Đây, tiếng đầu tiên là tiếng grand piano sẽ như thế này. Rồi, tiếng upright piano sẽ là như thế này. Đó. Rồi, tiếng tiếp theo sẽ là electric piano 1, sẽ tiếng sẽ như thế này. Tiếng electric piano 2 sẽ là như thế này. Ấm vô lower. Đó, ok ha. Rồi tiếng thứ ba là tiếng vibraphone nè. Đây. Rồi tiếp theo là các cái tiếng như organ nè, string guitar hoặc là guitar bass, tiếng bass, tiếng chord hoặc là chord organ, các bạn cũng tương tự như thế thôi. Đấy. Rồi, ok. Rồi các bạn có thể thấy đây là chữ demo này. Các bạn có thể giữ hai nút này bấm cùng một lúc thì nó sẽ hiện lên bản nhạc demo. Và bản nhạc demo đó nó phù hợp với lại cái tiếng của cái nhạc cụ mình đang chọn ở đây là grand piano. Đó.
Mình sẽ chọn dưới là tiếng upright này. Rồi tiếng E, tiếng E piano 1 này. Đó, lower bấm xuống E piano 2. Thì đây là những cái tiếng demo để demo những cái tiếng này, những cái voice này. Tùy các bạn lựa chọn, các bạn nghe thử xem cái tiếng nó như thế nào. Đó, đó là demo ha. À, thì như các bạn có thể thấy đây là nút metronome và tempo. Vậy thì metronome là cái gì? Metronome là cái nhịp để cho các bạn tập. Đây mình bấm thử nha. Đó, đó là nhịp ha. Tempo là mức độ nhanh chậm của cái nhịp. Vậy thì làm sao để chỉnh được cái metronome này? Để chỉnh được cái metronome này thì các bạn thấy ở dưới này là nút function không? Đó, các bạn ấn hai nút này cùng một lúc thì nó sẽ sáng lên. Và các bạn bấm giúp mình đến nút pha không thăng là nút này. Bấm là để kích hoạt, để kích hoạt cái metronome. Đó, âm lượng của metronome. Các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng metronome nhỏ hay to phụ thuộc vào cái tiếng khi mà các bạn chơi á. Đây. Các bạn có thể thấy cả cái dãy phím này là cái mức độ tăng dần của âm lượng metronome. Đây là âm lượng to nhất này. Đó, khi mà cái nhịp metronome nó phát ra thì cái tiếng nó sẽ to như thế này. Còn nếu mà các bạn chọn ở cái mức ở đây thì cái tiếng nó chỉ như thế này thôi. Nó nhỏ. Đó. Đó, các bạn có thể điều chỉnh được âm lượng của metronome ha. Đó là nút pha không thăng, là để kích hoạt âm lượng metronome. Khi mà đã chọn xong cái âm lượng metronome, ví dụ mình chọn âm lượng metronome ở mức này đi. Rồi, mình sẽ tắt đi. Ấn hai nút này, metronome với tempo cùng một lúc, là để tắt đi. Và mình bật metronome lại cho các bạn nghe thử. Đó, đó là âm lượng metronome chỉ ở mức đó thôi. Ok. Rồi, cái tiếp theo là để điều chỉnh cái nhịp metronome. Nhịp mình có thể chọn được nhịp 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 8, 9, 8 hoặc là 12, 8. Làm sao để chọn thì chúng ta tiếp tục ấn metronome với tempo để kích hoạt function lên. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vô nút son thăng không này một lần. Thì nó sẽ ra nhịp 2, 4. Ấn thêm một lần nữa, nó sẽ ra nhịp 3, 4. Đó, ấn thêm một lần nữa sẽ ra nhịp 44. Làm sao để biết thì ở trong sách nó có ghi, ở trong sách hướng dẫn sử dụng nó sẽ có ghi là thứ nhất là nhịp 24, thứ đây các bạn có thể nhìn thấy trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nó ghi là nhịp 24, 34, 44, 54, 68, 98 và 128. Thì thứ tự ấn một lần này, ấn hai lần, ấn ba lần. Ấn lần thứ tư, ấn lần thứ năm, ấn lần thứ sáu và lần thứ bảy. Đó, các bạn cần ấn ra đây thì nó sẽ ra thôi. Rồi, ok. Tiếp theo là làm sao để điều chỉnh được cái mức độ nhanh chậm của metronome. Thì đó là tempo. Để điều chỉnh được mức nhanh chậm của metronome thì đầu tiên chúng ta bật nó lên nè. Được chưa? Kích hoạt function. Rồi, ấn vô son thăng 0 để nghe cái nhịp metronome đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ giữ nút tempo 3 giây. 1, 2, 3. Thả ra. Đó. Nó sẽ nhấp nháy. Khi nhấp nháy chúng ta có thể ấn tùy chọn trên cái dãy phím này mức độ tăng dần từ phím số 0 đến phím số 88. Ví dụ mình bấm vào đây. Đó, các bạn thấy nhanh hơn chưa? Và mình bấm phía trên này. Đó, tempo sẽ nhanh dần lên. Và trên này, lên cùng này. Đó, tempo sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Càng lên phía trên thì tempo càng nhanh. Ok. Rồi mình tắt đi.